Máu của bệnh nhân khỏi bệnh COVID-19 có giá bán là 1.000 Mỹ Kim trên 1 ml. Sau khi thắt chặt quy định cấp phép sản xuất bộ xét nghiệm kháng thể, máu của bệnh nhân hồi phục khỏi COVID-19 đang trở thành một mặt hàng quý giá. Một trong những cách để tìm ra kháng thể để chống COVID-19 là nghiên cứu từ máu của những bệnh nhân đã khỏi bệnh. Tuy nhiên, các bác sĩ và các nhà khoa học đang gặp rất nhiều khó khăn để tiếp cận nguồn máu đặc biệt này. Stephanie Lenas de Lestot là quản lý kinh doanh của công ty sản xuất bộ xét nghiệm kháng thể COVID-19. Episode Desnotic chia sẻ rằng, vì nhu cầu ngày càng tăng, nhiều người đã lợi dụng tình thế để đẩy giá của nó lên rất cao. Các nhà môi giới bán máu đã đưa ra giá là 1.000 Mỹ Kim trên 1 ml huyết tương của bệnh nhân đã hồi phục. Huyết tương là một trong hai thành phần chính của mô máu, là dịch chứa các thành phần vô hình và hòa tan rất nhiều protein, hormone và các chất khác. Huyết tương có màu vàng nhạt, lỏng và chiếm tới 55% thể tích máu. Từ khi Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA thắt chặt các quy định sản xuất bộ xét nghiệm kháng thể, máu của bệnh nhân hồi phục khỏi COVID-19 đã trở thành một mặt hàng đặc biệt quý giá. Cụ thể, FDA đã yêu cầu bộ xét nghiệm kháng thể phải được kiểm tra trên máu của 70 người chưa nhiễm COVID-19 và 30 người đã khỏi bệnh mới được cấp phép sản xuất. Sự khan hiếm máu của những bệnh nhân đã hồi phục COVID-19, một phần vì số máu có thể cho đi thường được quyên góp cho bệnh viện hoặc là các ngân hàng máu phi lợi nhuận như Hội Chữ Thập Đỏ. Chúng được dùng để điều trị cho các bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch. Ngoài ra, máu trong thời gian nhiễm bệnh thường có giá từ vài Mỹ Kim đến hàng trăm Mỹ Kim cho mỗi ml, và giá bán cao hay thấp phụ thuộc vào độ hiếm của bệnh và quá trình hậu cần để tìm ra nguồn cung của máu. Ví dụ như máu chứa kháng thể cho một căn bệnh ở miền nhiệt đới chỉ được tìm thấy ở một nơi rất xa xôi sẽ có giá cao hơn nhiều so với lại máu của bệnh viêm gan siêu C. Và người môi giới máu thường mua bán theo hai cách. Một số làm chủ những trung tâm thu gom máu, họ trả tiền để mua huyết tương và bán lại với giá cao hơn. Một số khác mua máu thừa từ các phòng thí nghiệm. Các nhà nghiên cứu thường làm nhiều bài kiểm tra và xét nghiệm trên máu. Số máu dư còn lại thường bị bỏ đi như là mọi loại rác y tế. Nếu có người đồng ý mua, họ sẽ bán với lại một mức giá cố định, bất kể độ hiếm của nó. Với mục đích tiết kiệm chi phí xử lý rác thải, thì nhà cung cấp Primex GMPS của Đức cho biết rằng nhu cầu máu từ các khách hàng của họ đang vượt xa nguồn cung. Công ty này đã thu thập và xử lý huyết tương của người khỏi bệnh COVID-19 tại các trung tâm quyên góp ở Heidelberg và Munich. Người hiến máu sẽ nhận được khoảng là 271 Mỹ Kim cho đến 650 và đến 850 ml huyết tương. Mặc dù vậy, công ty này đã từ chối đưa ra giá bán lại. Bên cạnh đó, thì công ty Boca Ballistic LLC có trụ sở tại Florida cho biết rằng sức mua các mẫu máu của bệnh nhân khỏi COVID-19 đang tăng cao. Hiện thì công ty đang bán một bộ 10 mẫu huyết tương dưỡng và 10 mẫu âm tính với giá là 500 Mỹ Kim. Đại diện Boca cho hay rằng công ty có chương trình thu thập mẫu máu từ bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở các giai đoạn khác nhau để hiểu rõ hơn về sự thay đổi nồng độ của kháng thể trong máu. Các trung tâm môi giới máu cũng gặp nhiều khó khăn, chẳng hạn như là Biomed cho biết nguồn cung đang cạn dần vì các trường hợp nhiễm bệnh tại Đức giảm nhanh. Ngoài ra, chỉ 1/3 số người hiến máu có nồng độ kháng thể đủ cao để tiến hành các xét nghiệm. Công ty xét nghiệm của Kefra có trụ sở tại Mass đã tìm ra một cách mới để tiếp cận lượng máu quý này. Họ bắt đầu kêu gọi hiến máu từ các bệnh nhân và cam kết chỉ lấy một vài giọt nhỏ từ đầu ngón tay để thực hiện cho quá trình nghiên cứu. Andrew Levine là giám đốc khoa học của Kefra cho biết rằng máu dần trở thành một mặt hàng có giá trị cao nên có một cuộc chiến tranh giành quyền lợi đang diễn ra gần đây. Mặt khác thì các nhà môi giới đã lấy giá là 1.000 Mỹ Kim mỗi mẫu máu trong đại dịch, hiện tại đã giảm còn 100 cho đến 300 Mỹ Kim.